Hello, xin chào mọi người đã trở lại kênh của Lai nha. Dạo này chiều nào Sài Gòn cũng mưa ấy, cho nên hôm nay này thích ăn bánh xèo mọi người ạ. Nào, hãy cùng Lai chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh xèo nhé mọi người ơi. Một cái thứ nữa rất là quan trọng trong món bánh xèo đấy mọi người, đó là nước chấm ấy. Nước chấm nó quyết định được cái món ăn của mình nó như thế nào luôn ấy. Thì mọi người hãy cùng Lai chuẩn bị nước chấm nhé. Nhà Lai sẽ chia làm hai phe đấy mọi người, một phe là mắm cái và một phe là nước mắm ấy, cho nên mỗi bữa ăn sẽ làm hai chén như vậy, thì ai thích ăn cái gì thì ăn. Bởi vì Lai sinh ra và lớn lên ở miền Trung ấy, cho nên từ nhỏ đã rất là thích ăn mắm cái rồi. Để làm một chén mắm cái như vậy thì chỉ cần là tỏi, ớt trái giã nhuyễn và một ít chanh và một ít đường, sau đó là đổ mắm cái vào thì mình sẽ có một chén mắm cái ngon như vậy. Riêng Lai thì thích bỏ lá chanh vào thêm nữa ấy, cho nó thơm ấy mọi người. Lai có kết quả âm tính Covid vào 3 ngày trước đấy mọi người, cho nên hậu Covid bây giờ phải ăn uống điều độ và giữ sức khỏe hơn so với mọi khi đấy. Hậu Covid có ai như Lai không nhỉ? Rất là khó đi vào giấc ngủ đấy mọi người à. Ngoài ra còn hay nhớ nhớ quên quên ấy. Thôi thì mình cứ tạm gác cái việc Covid qua một bên đi nha. Bây giờ hãy cùng Lai đi chuẩn bị cái rau sống để mình ăn kèm với lại bánh xèo nhé. Thì tuần trước mẹ Lai có gửi cho Lai một ít đồ ăn ấy mọi người. Thì mẹ có gửi cho Lai một ít chua chát ấy. Cho nên sẵn tiện đợt này mình làm bánh xèo thì mình sẽ mang một ít chua chát ra để mình ăn kèm cho có hương vị. Tèn 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 tèn, mình đã chuẩn bị xong rau sống rồi nè mọi người ơi, nhìn ngon không à? Chua chát quê mình đấy mọi người, nhìn ngon không ạ? Bây giờ hãy cùng like để chuẩn bị topping nha. Xào một ít thịt nè, tôm nè, nấm nè mọi người, để làm topping cho bánh món bánh xèo này đó. Mọi người nhìn thấy ngon không ạ? Khâu hòa bột nha. Hãy cùng Lai làm món bánh xèo nào. Nóng chảo nè, đổ bột vào chảo nè, sau đó bỏ topping vào nè, không quên bỏ một ít giá lên trên nha. Sau đó là mình sẽ đậy nắp lại cho nó kín hơi để mọi người, cho nó chín, cho nó đều cái bánh đấy. Mọi người thấy không ạ? Nhìn ngon không? Mọi người có thấy thành phẩm của Lai không ạ? Đây là một chiếc bánh xèo đấy mọi người. Mình hãy cùng thưởng thức món bánh xèo này nhé mọi người. Mình có thể bỏ nó ra chén nè. Sau đó mình bỏ một ít mắm nè và bỏ một ít rau nè. Sau đó mình ăn thử nè. Ngoài ra thì mình có thể cuộn nó lại với rau nè. Sau đó mình chấm với mắm cái nha.